Rồi, hướng dẫn sử dụng mọi người. Đây là bộ nguồn 24V DC. 24V DC mainwell. Đằng sau bộ nguồn nó là một cái màn hình đo. Màn hình đo đo áp, đo dòng, đo công suất. Đây là chiếc hộp timer, time controller. Mình có thể đưa cấu hình của mình từ điện thoại di động qua cái con này nó lưu. Thì hiện tại bây giờ mình đang cấu hình cho các bạn một số đồ file sau đây. Red để mọi người kiểm tra. Đây là một màu để mọi người kiểm tra xem là cái đèn của mình nó có hư hay không để mà biết đường bảo hành. Ha. Green, màu xanh lá. Blue, white, trắng, vàng, đó. Full ở đây là do mình mix. Đây là một cái màu mà mình đã mix. Nó dành cho cây lên màu như là cái bố cục Hà Lan, cái cắt cắm bố cục Hà Lan. Cái full này nó sẽ khác cái full này. Full này là full 100%, có nghĩa là tất cả các màu mình tăng lên 100%. Mọi người thấy là nó hơi ám màu xanh lá với lại ngã vàng một tí, tại vì cái hệ màu của cái đèn này riêng màu xanh lá và màu vàng nó hơi mạnh hơn so với màu đỏ. Cho nên là mình mới mấy cái độ file hồi nãy là full. Nhìn ở đây thì nó hơi ấm một tí. Ha. Đây là full 100%. Đây là full theo do mình mix. Rồi. Đây là chế độ cái độ file, đó là chỉ là hành trình mặt trời thôi. Đó là sun only. Tiếp tục đó là chế độ hành trình mặt trời và có mặt trăng ban đêm. Thì khoảng 12 giờ đêm thì toàn bộ dải ánh sáng vàng nó sẽ mở 1-2% để nó đủ giả lập như là mờ mờ của ánh trăng vậy đó. Một số độ file theo cấu hình mặt chuẩn vậy: đỏ, lá, dương, trắng, vàng, full do mình mix, full 100% tất cả các kênh. Chế độ này là chế độ anh em về anh em sẽ chơi chế độ này nè, là nó chạy từ 6 giờ rưỡi sáng cho tới 6 giờ chiều. Cái này là kết hợp với là ban đêm có mở kênh vàng 1-2%. Đó, vậy thôi. Đây là những chế độ mà mình đã biết sẵn. Rồi, khi mà anh em muốn chuyển chế độ á thì điều đầu tiên điện vô thì mình nhấn enter một lần, nhấn enter một lần nữa thì nó sẽ vô chọn mode, thì mình nhấn lên xuống qua lại. Đó, mình nhấn lên và xuống. Thì bình thường mình sẽ để chế độ này. Chế độ này sẽ mở 24/24. Còn không á, muốn theo hành trình thì mình để chế độ này. Chế độ mặt trời. Đây là chế độ có mặt trời với mặt trăng. Rồi xong mình nhấn menu hai lần là thoát ra ngoài màn hình chính. Rồi, cảm ơn mọi người.